Hey, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video liên quan tới cái việc mà chúng ta đang triển khai, đó là quay video chia sẻ kinh nghiệm học tập. Thì cái việc quay video chia sẻ kinh nghiệm học tập này là một cái hoạt động mà không bắt buộc dành cho tất cả các học viên của Phoenix. Tuy nhiên thì mình cảm giác là cái hoạt động này thực sự rất cần thiết đối với mọi người, bất kể ai, kể cả là mình hoặc là các bạn học viên mới. Thì tại sao lại có cái video này? Tại vì mình sẽ nói ngắn gọn lại là hoạt động quay video chia sẻ kiến thức nó có tác dụng như thế nào. Mình sẽ nói qua các cái phần liên quan về các cái về động lực, phương pháp, nội dung và cái cách thức của ta quay như thế nào. Thì các bạn chú ý, thì mình nói sẽ nhanh về phần này. Khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, hoặc là chúng ta học tập, hoặc là chúng ta làm việc, thì thực sự ra cái thứ mà chúng ta phản hồi là chúng ta nhận về đó là nghe người ta nói. Nhưng mà thực sự ra chúng ta cũng rất có nhu cầu nói để người ta nghe. Cái việc mà quay video chia sẻ kiến thức và lập trình thì nó giống như là một cách học. Tại vì quá trình mà bạn nói nó khác so với quá trình mà bạn đọc tài liệu. Cho dù là nói có tài liệu hay không, thì khi mà bạn nói còn quay lại thì nó là cái cách mà chúng ta phát hiện ra những cái lỗ hổng, những cái thứ mà chúng ta vẫn còn mơ hồ. Thì khi chúng ta quay video và chúng ta nói và chúng ta cảm thấy tự tin và chúng ta nói, thì đó là lúc mà chúng ta kiểm tra lại một mặt về kiến thức của mình. Đó là cái động lực, là cái tác dụng lớn dành cho cái người chia sẻ video. Và chúng ta hiểu được cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ có cái ý tưởng, có cái động lực để chúng ta làm. Thì thực sự ra có nhiều người họ sẽ bị ngại cái việc mà phải quay video màn hình rồi setup này kia rồi nói rồi thu âm rồi mọi người sẽ ngại. Nhưng mà ngày trước mình cũng giống như các bạn vậy, nhưng mà cái việc mà mình đã hạn chế cái sự ngại ngùng, cái sự mất tự tin đó của mình á, thì các bạn sẽ hình dung nhé. Đầu tiên các bạn hãy làm thử những cái video mà mình quay, mình nói và sau đó chỉ để cho mình nghe thôi. Mình sẽ phát hiện ra là quá trình mình nói mình sẽ vấp phải những cái vấn đề gì. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại một cái video khác. Sau đó chúng ta lại cho những người thân của mình nghe. Thì họ sẽ đóng góp ý kiến để cho mình cải thiện cái nội dung của mình nói lên, cái cách mà mình nói nhiều lên. Rồi tiếp theo đó nữa thì chúng ta sẽ cho nhiều người xem hơn. Thì đương nhiên là trong quá trình là chúng ta bắt đầu thì nó sẽ có rất nhiều cái lỗ hổng, nhưng mà càng càng làm cái công việc này, cái công tác này nhiều lần thì chúng ta sẽ quen dần. Và chúng ta nói một cách rất là tự nhiên, rất là trôi chảy mà không sợ bất cứ một cái vấn đề gì cả. Giống như mình hiện tại mình nghĩ rằng là sau một thời gian mình quay video, mình chia sẻ YouTube, thì hiện tại mình nói có thể là chưa đạt đến gọi là độ hay lắm, nhưng mà mình bị quên mất cái chuyện mình mất tự tin rồi. Nhưng mà làm sao để cho cái người đó, là về mình nhé, về cái người quay video và cái người xem video của mình á, họ hứng thú với cái nội dung của mình chia sẻ, thì cái việc mà các bạn chọn nội dung nó cũng rất là quan trọng. Thực sự ra các bạn không cần phải nói quá nhiều nội dung trong cùng một video, chúng ta chỉ cần nói vào một cái gì đó mà chúng ta cảm thấy hứng thú với nó và chúng ta tự tin nhất với nó. Chúng ta chia sẻ cái góc nhìn của mình, cái cách nhìn nhận vấn đề của mình với người khác, chứ chúng ta không làm video đọc lại nội dung một cái tài liệu nào đó. Các bạn hiểu không? Nghĩa là khi các bạn mà làm một cái video nó chia sẻ kiến thức, thì các bạn hãy cố gắng đưa cái tính cá nhân của mình vào, cái góc nhìn của mình, cái cách hiểu của mình, cái cách giải thích của mình nó quan trọng. Còn về mặt lý thuyết hàn lâm, về những cái mà các cái tài liệu khác đã có mình đọc theo, thì thường nó không có tác dụng. Và ở đây mình cũng sẽ nói rõ cho các bạn biết là có hai vấn đề nha. Đọc nó sẽ khác với nói. Mỗi lần chúng ta nói thì chúng ta sẽ có rất nhiều thứ thu lại từ cái lời mình nói. Nhưng mà khi chúng ta đọc thì chúng ta chỉ mắt nhìn rồi miệng thì đọc theo, và thậm chí chúng ta sẽ không hiểu được cái mình đọc. Nên là hãy tập cách nói. Khi mà chúng ta làm video giảng bài chúng ta hãy nói, chúng ta không đọc. Và chúng ta nói những cái mà mình biết theo cái góc nhìn của mình, theo cái tính cá nhân của mình có, thì nó sẽ dễ thu hút người nghe hơn.
Rồi khi mà chúng ta chọn được cái nội dung rồi thì chúng ta sẽ muốn bắt đầu làm sao với cái nội dung đó, thì chúng ta sẽ hình thành lên những cái ý tưởng. Nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu nó như thế nào, đưa vấn đề vô như thế nào. Đúng không? Chúng ta sẽ lên cái ý tưởng là chúng ta sẽ có những cái mục nào, chúng ta có thể chia nó ra được bao nhiêu slide, chúng ta có thể đưa thêm những cái ví dụ vào vô hay không. Đúng không? Thì lúc đó chúng ta sẽ phát thảo ra một cái kịch bản đơn giản thôi, nó chỉ gói tóm gọn một vài slide hoặc là một ít liên quan tới các cái hình ảnh này kia thôi, thì chúng ta đã có thể quay thử rồi, quay thử và bắt đầu xem cái kết quả của mình. Thì mình có thể tự xem rồi mình có thể chia sẻ cho những người thân quen, chia sẻ cho Hannah xem cũng được, nó không vấn đề gì cả. Thì khi mà chúng ta nhận được những cái feedback, những cái phản hồi từ người xem, thì đương nhiên là lúc đầu thì luôn luôn sẽ có những cái phản hồi chưa tốt hoặc là như thế nào đó, nhưng mà nó không phải là cái hạn chế của bạn. Thực sự ra là mình rất thích những người mà chưa bao giờ quay video và dám thử làm một lần để biết được là ít nhất là họ sẽ hiểu được là khi mà mình nói nó như thế nào. Ra các bạn biết một trong những cái skill, sub-skill đó, kỹ năng mềm đó là nói, thậm chí là nói trước đám đông, nói một mình hoặc là nói về với ai đi chăng nữa, một cuộc nói chuyện với những người thân của mình thôi, nhưng mà cái câu chuyện mình đặt vấn đề và mình nói làm sao để người ta hiểu được mình đang muốn nói cái gì thực sự rất là khó. Và cái chuyện mà bạn phải nói nó quan trọng, nó quan trọng trong công việc, trong việc bạn học và trong cả trong các cái giao tiếp xã hội hàng ngày. Cái việc quay video này nó sẽ tạo cho bạn những cái cách để bạn có thể hiểu hơn hoặc là tiếp cận được với lại những cái vấn đề về cái soft skill và kỹ năng. Nếu mà chúng ta nhận được những cái feedback rồi thì chúng ta lại làm gì? Chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh, chúng ta làm lại cái video đó cùng cái nội dung đó, nhưng chúng ta cần điều chỉnh cái gì để phù hợp hơn. Và các bạn phải hình dung như thế này là chúng ta đang làm những cái video dành cho các học viên mới, nghĩa là chúng ta là học viên, chúng ta đang quay video chia sẻ kinh nghiệm, và chắc chắn một điều là cái video của mình nó sẽ dành cho những học viên sau mình thôi, đúng không? Thì đương nhiên là những cái người mà học pro rồi họ sẽ không có xem video của mình, hoặc là họ có thích hay không thì mình không biết, nhưng mà thường thường là cái gọi là gì đó, các bạn sẽ biết là cái đối tượng xem video của mình, các bạn sẽ phân loại nó ra là dành cho những người có thể là chưa có kinh nghiệm nên, hoặc là họ cảm thấy cần phải xem video của bạn. Thì đương nhiên là chúng ta càng làm video càng dễ hiểu, càng ngắn gọn thì họ lại càng xem nhiều, đó là điều đương nhiên thôi. Còn những người mà đã quá pro họ xem video của mình thì nhiều khi mình cũng không muốn là những người pro vô xem video của mình đâu, tại vì họ chỉ ra được nhiều lỗ hổng của mình quá. Nhưng mà cái vấn đề nó không quan trọng, nên là các bạn phải nhắm vô là mục tiêu của mình hướng tới là các bạn phải điều chỉnh cái nội dung của mình để hướng tới mục tiêu là những người bắt đầu học, hoặc là những người chưa học cái này họ mới xem. Nên là chúng ta cần phải điều chỉnh theo hướng là tối giản nhất, đơn giản, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ nghe, và đưa được cái góc nhìn của mình vô. Tại vì mỗi người bắt đầu họ thường rất chênh vênh, họ không có cái góc nhìn, hoặc là họ không có cái cách tiếp cận một cái vấn đề nào đó, họ thường chênh vênh. Thì khi mà họ xem một cái video mà cái góc nhìn của cái người nói nó phù hợp với lại họ thì họ đã rất thích xem và rất thích nghe. Đó, ở phía dưới là những cái nội dung mà mình cũng đã trình bày rồi đó. Hãy nói theo cách của bạn hiểu, nói vừa đủ, nói theo đúng nhu cầu của người nghe. Và các bạn biết không, trong quá trình mà các bạn quay video đó, thường một trong những cái mắc sai lầm giống như mình đó, thậm chí là khi mình nói chuyện với lại những người xung quanh này, mình thường là bị lan man ra những cái các vấn đề khác, thì thành ra là cái cuộc nói chuyện hoặc là cái video nó sẽ mất đi cái tính hấp dẫn. Như vậy là chúng ta cần làm gì? Chúng ta hãy cố gắng cô đọng tất cả mọi thứ và tập trung vô cho cái vấn đề mà mình nói chính. Và chúng ta hãy nói trong một video chỉ là một nội dung thôi. Một nội dung cho một video kéo dài tầm 10 đến 15 phút, nó rất dễ nghe và rất gây hứng thú với người khác. Đó, nội dung nó có thể đơn giản, nội dung nó có thể phức tạp, nhưng cái góc nhìn của bạn nó sẽ hay hay không là ở chỗ đó. Thực sự ra có rất nhiều nguồn tài liệu mà dành cho những người mới bắt đầu học lập trình nó rất là phong phú luôn. Nhưng mà các cái nguồn đó nó có được cái góc nhìn phù hợp với lại cái người mà đang muốn được tiếp cận hay không thì
thì không ai biết đúng không? Nên là cái việc mình chia sẻ ở đây là mình hy vọng là các bạn hãy tập trung vô là chia sẻ góc nhìn, cái cách hiểu của các bạn, và cái nội dung đó thì mình nghĩ là nó mang tính là không giới hạn, không phải là tập trung cho một cái vấn đề của một cái bài học trong chương trình học, không phải là nó tập trung cho một cái công nghệ hay là tập trung cho một cái gì đó nó cụ thể, mà ở đây chúng ta chia sẻ video và kinh nghiệm học tập là không giới hạn, không liên, có thể là nó là một cái phần nào đó mà bạn cảm thấy hứng thú, bạn cảm thấy thích, bạn được tìm hiểu và bạn biết được nó và bạn thấy nó có liên quan tới nội dung của môn học, thì các bạn có thể quay một cái video gửi cho Hannah. Tại vì sao? Tại vì cái chương trình của mình nó rất là ngắn, nó rất là cô đọng như thế, thì làm sao nó có thể bao quát được toàn bộ kiến thức như vậy? Chúng ta cần làm là gì? Chúng ta có thể mở rộng nó lên, chúng ta có thể đưa nhiều nhiều thứ hơn vào. Thực ra với mình nha, mình đã từng là người giảng giảng bài, có nghĩa là gọi là người ta gọi là gia sư đi, cho những các cái anh chị mà lớn tuổi hơn hoặc là họ có nhiều năm kinh nghiệm hơn, để họ học một cái gọi là một cái skill liên quan tới lập trình thôi, tại vì mình dạy rất là theo như người ta feedback lại thì cái cách của mình hướng tới nó đơn giản, tại vì sự đơn giản bắt đầu bằng sự đơn giản, bao giờ nó kết thúc cũng là những cái thứ tốt đẹp hết đó. Còn các bạn mà quay video, các bạn chia sẻ, các bạn cũng nên như thế. Chúng ta cũng nên bắt đầu bằng sự đơn giản, tập trung cho cái vấn đề chính và xem thử cái phản hồi nó về như thế nào, và chúng ta cứ làm đi làm lại với mọi cái ý tưởng của mình, thì dần 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 cái khả năng mà các bạn nói, giống như mình đang nói một mình đúng không, quay video mà mình đang nói một mình vẫn có thể nói được, mình nói, mình có thể ngồi nói vậy. Nên nhiều khi những người đi ngang qua họ nghĩ cái thằng nó có vấn đề gì đó không, nhưng mà nó không quan trọng, không quan trọng. Nhưng mà hãy học cách bằng hãy học bằng cái cách chia sẻ kiến thức. Tóm lại là hãy học bằng cách chia sẻ kiến thức, học lại cái kiến thức, học kỹ năng để nói, học cách tổ chức sắp xếp lên ý tưởng và tạo ra một cái nội dung. Đó là cái cách mà mình muốn chia sẻ ở trong video này. Có thể video này nó cũng chưa được chọn chỉ lắm, mình có thể phải quay đi quay lại nhiều lần. Có thể đây nó chỉ là cái version đầu tiên, nhưng mà cũng giống như những cái gì nãy giờ mình nói, mình sẽ còn phải cải tiến, còn phải quay đi quay lại nhiều lần. Cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.